Mẫu thân, ngươi không muốn đưa đúng không? Mẫu thân, sao lại ngẩn người trong lúc nguy cấp? Nếu ngươi thật sự ngã chết ở đây thì làm một trò cười lớn đấy. Cá chạch nhỏ, coi như ta nợ ngươi một mạng. Ra đây. Ngọn gió nào thổi tróc yêu sư đại nhân đến đây thế? Ngọn gió yêu quái. Đây là ân oán cá nhân của ta. Ta khuyên đại nhân đừng xen vào. Nếu như ta muốn xen vào thì sao? Nếu ngài cứ muốn thế, đừng trách ta cá chết lưới rách. Trời đất có linh, hộ phúc muôn dân, phá tan tâm tối, cửu tinh xuất trận, phá. Thì ra là qua yêu. Ả ta không thoát được đâu. Kết giới của ả nhốt dân làng, đồng thời cũng nhốt cả ả. Đi thôi, chúng ta trở về. Việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Mời ngồi, đa tạ hai vị tróc yêu sư. Thời gian ở thôn Phổ Sơn, hai vị cứ ở đây. Tôi là trưởng thôn, nếu cần gì cứ nói với tôi. Đa tạ trưởng thôn, vất vả rồi. Cáo từ. Trong kết giới này không dùng được cả gương dịch chuyển, chẳng có nơi nào tiêu khiển. Nhạt nhiễu, tránh ra, đi ngủ. Thả tôi ra, thả ra. Các người có phải là người không? Ngay cả mê dược có thể đánh ngất một con gấu, nhưng lại không làm gì được các người. Ngươi cũng giỏi đấy. Vậy ngươi hạ mê dược cho bọn ta để làm gì? Để nhốt các ngươi. Tất nhiên rồi, ta sẽ không bỏ đó các người. Ta chỉ không muốn các người làm hại Tóc Tóc tỷ. Tóc Tóc mà ngươi nói là yêu qua đó có phải không? Ta đã nói tỷ ấy không phải là qua yêu. Tỷ ấy là cô nhi do lão y sư nhặt về. Sau khi lão y sư qua đời, tỷ ấy trở thành y nữ. Người trong thôn luôn tìm tỷ ấy coi bệnh. Tỷ ấy rất tốt. Phụ thân tôi có thể khỏi bệnh đều nhờ Tóc Tóc tỷ. Bồ Tư, trời đất dài lâu cũng đến tận. Hận này triền miên mãi không nguôi. Chàng biết không, ta không lúc nào mà không nhớ tới chàng. Chứng út của phụ thân thời Lâm còn cần hai vị thuốc, có cây bán thảo, còn thiếu thất tinh thảo. Tìm thấy rồi, ở đây, tìm thấy ngươi rồi. Đây là ảo giác sao? Thất lễ rồi. Thấy cô gặp nguy hiểm nên ta mới ra tay. Không biết cô có bị thương không? Không có bị thương. Đa tạ công tử. Không sao thì tốt rồi. Cáo từ. Công tử. À không, ân công. Tên ta là Tóc Tóc. Không biết ân công tên gì, nhà ở đâu. Để ta đến bái tạ. Tại hạ là Bồ Tư, đang du ngoạn ở nơi này. Rày đây mai đó, không cần cảm tạ. Cô nương không cần để trong lòng. Bồ Tư, ngay cả tên cũng đẹp. Nhiều bồ công anh quá. Không hiểu sao hôm nay bồ công anh đặc biệt đẹp. Bồ Tư, cẩn thận. Tóc Tóc tỷ, ngơ ngẩn gì thế? Thảo dược đã cháy rồi. Đều tại ta. Tay của đệ có bị bỏng không? Thuốc của phụ thân đệ chỉ còn một nửa thôi. Giờ sao đây? Là lỗi của ta. Thế này đi, ngày mai ta sẽ đi hái thuốc nữa. Tỷ à, lúc nãy tỷ nghĩ gì? Sao ngẩn người thế? Đệ chưa từng thấy tỷ như vậy. Thời Lâm, đệ qua đây. Nào, ngồi đi. Tỷ hỏi đệ, gần đây đệ thường đi đến các thôn lân cận nhỉ? Đệ có gặp một công tử rất phiêu diêu như bước ra từ tranh vẽ không? Người đó,
Người ấy cao cỡ này, còn biết khinh công nữa, trông rất khác biệt với người khác. Để có gặp không? Tỷ, tỷ có bệnh không vậy? Thôi bỏ đi, để quay về chăm sóc phụ thân đi. Đi đi, hỏi cũng như không. Huynh ấy nói đang du ngoạn ở nơi này. Thế thì phải ở đây rồi. Ngày mai nếu mình đi hái thuốc, mình sẽ gặp huynh ấy. Không biết huynh ấy có đến không. Giống như cuộc gặp bí mật vậy. Mình đang nghĩ gì thế này? Bồ Tư tiên sinh, ơn cứu mạng không có gì để báo đáp. Hôm nay lúc ta hái thuốc, đã mang một ít kẹo mật ong bồ công anh tự làm. Ân công có nghe thấy không? Nếu như huynh nghe thấy, ta sẽ để nó ở đây. Sao lại nghĩ đến việc dùng bồ công anh làm kẹo mật ong thế? Cả khu núi này đều là bồ công anh. Trong lòng ta, nó còn đẹp hơn cả hoa mẫu đơn. Lúc hoa bồ công anh nở, giống như tuyết trắng mãi không tan vậy. Tóc tóc! Tóc tóc! Thím mập, muộn thế thím có việc gì vậy? Thì cũng vì hạnh phúc nửa đời sau của cô đó. Phụ mẫu của cô đã không còn, thế thì ta đây cũng coi như là một nửa mẫu thân của cô. Ta đã nhắc đến việc này một thời gian rồi, đến nỗi da miệng của ta mỏng luôn. Tóc tóc à, cô suy nghĩ chuyện hôn nhân đại sự đến đâu rồi? Ta lo cho cô quá. Theo lý mà nói, trong vùng này con trai của trưởng thôn là độc đinh, đúng không? Cậu ta có tài, khôi ngô tuấn tú, có quyền có thế. Cậu ta chỉ vừa mắt cô thôi. Việc này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô có phúc. Mặt cô đỏ rồi kìa. Mùng 8 tháng sau là một ngày tốt. Cứ định ngày đó đi. Bà ấy đang nói gì vậy? Không phải thím mập, ta không gả. Không gả. Nàng phải gả. Không gả cũng phải gả. Nàng hỏi thăm xem, trong vùng này chỉ có ta, chỉ có ta mới xứng được với nàng. Chân là của ta, ngươi có thể quyết định giúp ta sao? Ta... Cậu ta thích cô quá, cô đừng để tâm. Để thiếu nói cậu ta, cô nghỉ ngơi sớm đi. Đại công tử, tiểu tổ tông của tôi ơi, nửa đêm nửa hôm, ngài đến khoe nữ để làm gì? Bà ra ngoài trước đi, hãy nghe tôi, để tôi giải quyết. Ngài về đi, nhưng ta mau đi đi, nếu không tôi sẽ nói với trưởng thôn. Đi đi. Mộng cũ trên giấy trăng soi hốt quảng. Ánh đèn mờ ảo, bút họa hải đường. Lặng lẽ đối mặt, tọa thính tuế nguyệt. Giấc xuân kia, quả mơ chín vàng. Ân công ta muốn gặp chàng. Gió thổi mây động, tình si còn đó. Vực sâu dạng trượng, nắng vàng len lỏi, nâng bút ngàn câu, cùng viết đời ta chỉ thêm một bước. Nếu đã trong tình cảnh khó khăn, chi bằng hãy quên nhau đi thì hơn. Bách niên vô lo, thế sự tan thương, người vẫn còn đó. Hôm qua bi quan, ngày nay đã hết. Nắm tay tạm bước, tình ta dài lâu. Tất thảy là mộng, đợi ta nhìn lại. Bồ Tư, ta sẽ không bỏ cuộc. Ngày mai ta sẽ tiếp tục đợi chàng.
mau lên. Nào uống rượu đi, chúc mừng. Đau đầu quá. Đây là... Tại sao mình lại ăn mặc thế này? Không được. Đây là nhà của trưởng thôn. Nếu mình kêu cứu, người đến chưa chắc giúp mình. Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Không xong rồi, tân nương chạy rồi. Hả? Cái gì? Ả thối tha, mau đuổi theo. Được, ở bên kia. Tốc tốc, mau theo bọn ta về. Giờ nàng qua đây, ta sẽ xem như chẳng có chuyện gì. Các người không được đến gần. Hôm nay, hoặc là nàng trở về cùng ta làm trưởng thôn phu nhân tương lai, hoặc là nàng nhảy xuống vực sâu này làm cô hồn dạ quỷ. Tốc tốc, đừng có làm chuyện dại dột. Nàng ta không dám đâu. Phải, chắc chắn không dám rồi. Nàng ta... Nhảy từ độ cao thế này chắc chắn sẽ chết. Mau tìm phụ thân. Tìm phụ thân. Mau tìm phụ thân ta. Được, đi thôi. Mình vẫn còn sống. Cuối cùng ta cũng gặp được chàng. Ta biết chàng vẫn chưa đi. Chàng nhất định sẽ quay lại cứu ta. Cô nương, xin tự trọng. Chúng ta không nên gặp lại. Tại sao? Cô hiểu chứ? Hãy nhìn kỹ đi. Ta vốn không phải là người. Nhưng ta không để ý chuyện chàng có phải là người không. Ta chỉ để ý đến chàng thôi. Tốc tốc cô nương, quả thật ta có hảo cảm với cô. Nhưng người và yêu khác biệt. Đối với ta, một đời người chỉ là một chốc lát. Ta không thể dùng cả đời để đổi lấy một chốc lát. Thương thế của cô quá nặng. Ta chỉ có thể dùng yêu lục cứu. Nếu ở bên ta, cô sẽ bị yêu quá. Nếu ta đã bị yêu quá, có phải có thể ở bên cạnh chàng không? Tốc tốc cô nương, cô đừng quá cố chấp. Quay đầu là bờ. Bộ tư, tại sao? Tại sao lại để ta gặp chàng? Bộ tư, chàng ở đâu? Tốc tốc tỷ, đúng là tỷ ấy rồi. Tỷ à, tỷ không sao chứ? Ta, khắp người ta đều đau nhức, tim cũng đau. Đây là nội thương. Lê Thúc, phiền Thúc đi mời đại sư ở thôn kế bên đến. Tỷ à, tỷ bị ngã như vậy, cả người đều là lá cây, rễ cỏ, để lấy ra giúp tỷ. Yêu quái, yêu quái, có yêu quái. Theo lời ngươi, sự tồn tại của bộ tư là do Tốc Tốc kể với ngươi trên đường trở về. Ngươi tin không? Tôi tin. Nhưng trong thôn không có ai tin cả. Chúng tôi vừa đến cửa thôn, tỷ ấy đã bị trói rồi. Giống như cách các người trói tôi vậy. Vậy có nghĩa là con trai của trưởng thôn lại đến quấy rầy? Không phải. Con trai của trưởng thôn đã vội vàng tránh né sau khi nghe thấy việc Tốc Tốc tỷ thay đổi. Làm gì đến quấy rầy? Hôm đó Lê Thúc đến thôn kế bên, không phải mời đại phu mà là mời một tên thầy pháp đến. Khi nhìn thấy Tốc Tốc tỷ, kẻ đó đã nói tỷ ấy trúng yêu cũ, phải thiêu chết tỷ ấy thì cả thôn mới được yên bình. Trời sắp sáng rồi, tôi đưa các anh đến một nơi. Đó là nơi đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi gặp bộ tư. Đợi chút. Tại sao ngươi lại nói nhiều như thế với bọn ta? Bởi vì tỷ ấy không phải là kẻ xấu. Tôi không muốn các ngươi làm hại tỷ ấy. Nàng ta nhốt các ngươi ở đây, ngươi còn nói giúp nàng ta. Phải.
Phụ thân tôi cứ nói tôi không phân biệt được lợi ích nặng nhẹ. Tôi không hiểu thật đấy. Nếu như mọi người làm sai, chẳng lẽ không nên chịu hậu quả của việc làm sai sao? Chẳng lẽ số đông có quyền buộc tội số ít làm sai sao? Chính là nơi này. Đêm đó bọn họ dựng củi, muốn thiêu chết Tóc Tóc tỷ tỷ. Không ai cản sao? Tôi nói vài lời bảo vệ tỷ ấy, bọn họ suýt nữa thiêu chết cả tôi. Bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, ta có thể cảm nhận được khí tức rất yếu. Đêm đó ngươi luôn ở đây. Đưa mắt của ngươi cho ta. Ngài muốn làm gì? Ngươi đừng sợ, hắn chỉ muốn mượn đôi mắt của ngươi để xem chuyện đã qua. Thanh Thanh, Linh Linh, hai mắt trên đầu, phải nhìn nam đấu, trái nhìn thất tinh, mở. Ban đầu nếu ngươi chịu thành thân với con trai ta, thì hôm nay làm sao đi đến bước đường này chứ? Vậy thì ngươi phải dạy dỗ con trai ngươi thật tốt, đừng nuông chiều hắn như thế. Ta cũng không cần đến bước đường này. Ngươi là cái gì chứ, dám dạy dỗ ta? Phụ thân, đừng nói nhiều với ả. Ả đã biến thành yêu quái rồi, mau thiêu chết ả đi. Phải, vì sự an toàn của người dân cả thôn. Thiêu chết ả, thiêu chết ả, thiêu chết ả, thiêu chết ả, thiêu chết ả. Đối với ta, đời người chỉ là một khoảnh khắc. Ta không thể dùng cả đời này để đổi lấy một khoảnh khắc. Các người đã xem ta lớn khôn, bây giờ trở thành thế này, ta cảm thấy sống cũng vô nghĩa. Thiêu chết ả, thiêu chết ả. Phải, thiêu chết ả, thiêu chết ả. Làm đi. Tóc Tóc, ngươi đừng trách ta độc ác. Trưởng thôn, mau xem kìa, đó là gì? Ông mau nhìn đi. Phụ thân, đây là gì thế? Yêu quái, quả nhiên là yêu quái. Mau mời Tróc yêu sư. Tóc Tóc, Tóc Tóc, Tóc Tóc. Bộ Tư, cô đừng nói gì. Chàng, giờ ta sẽ đưa cô ra ngoài. Bộ Tư, chàng hãy chạy mau đi. Chàng là thực vật, không thể chịu nổi lửa ở đây đâu. Cô hãy nhớ, dùng sức mạnh thật cẩn thận. Đừng thù hận những kẻ này, đi càng xa càng tốt. Ta không thể đi được, ta phải ở lại nơi này. Ta muốn ở bên chàng. Chàng đi đâu thì ta sẽ theo đó, ta sẽ không rời xa chàng nữa. Nếu như nói rõ có thể khiến cô dễ chịu hơn thì... Tóc Tóc cô nương, ta chưa từng thích cô. Cảm giác thích giữa nam nữ, ta chưa từng có. Nhưng ta mong cô được vui vẻ. Bộ Tư, chuyện gì vậy? Đâu rồi, đi đâu rồi? Xem kìa, Bộ Tư, lửa đâu rồi? Hắn chết rồi. Các người trả Bộ Tư cho ta. Yêu quái sắp giết người kìa. Ta muốn tất cả các ngươi đều phải trả giá cho việc này. Không ngờ chân tướng lại khắc nghiệt như vậy. Các ngươi đúng là âm hồn bất tán. Việc của ngươi bọn ta đã biết rồi. Hôm nay đến đây, ta không muốn phải ra tay với ngươi. Thế ngươi muốn làm gì? Những kẻ đó quả thật không phải là thứ gì tốt, nhưng ngươi nhốt họ ở đây cũng không phải là cách. Bọn ta cũng không thể ra ngoài, cho nên hôm nay đến để thương lượng với ngươi. Ngươi có thể mở kết giới tha cho những người đó không? Tha cho chúng. Bộ Tư là qua thần Phổ Sơn, bảo hộ dùng đất này nhiều đời, không để tà linh ác yêu xâm nhập. Chúng có tha cho chàng ấy không? Muốn ta tha cho chúng? Trừ khi núi không còn chim, tinh đẩu chuyển dời, chính khúc sông chảy ngược, trừ khi Bộ Tư sống lại. Nếu đã như thế, việc này liên quan đến tính mạng của thôn, đừng trách ta vô tình. Nghe nói phù vũ Tróc Sơn mạnh nhất thế gian này, chỉ giết yêu không làm hại người. Ta vốn là người, sau này được yêu cứu, bất đắc dĩ mới hóa thành yêu. Vậy ngươi nói xem ta là người hay yêu? Ngươi
Ngươi là yêu quái xấu xa, có dạng người nhưng không có tim người, còn không hiểu chuyện bằng tên Hoa Yêu đã chết. Ngươi nhốt mọi người ở đây cũng không phải cách. Ta cho ngươi biết, ta là yêu quái cũng không làm ra chuyện xấu xa như ngươi. Không được nhắc Bộ Tư, ngươi không xứng. Ra tay, ngươi cũng không xứng. Long Yêu trước mặt thì không giết, nhưng lại ra tay với Hoa Yêu yếu ớt như ta. Ngươi không biết xấu hổ à? Tuy ta yếu ớt, nhưng chỉ cần núi này vẫn còn một hạt giống, ta có thể mãi mãi hồi sinh. Tuy không giết được các ngươi, nhưng ta có thể nhốt các ngươi ở đây đời đời kiếp kiếp. Yêu bất túy sắp hết rồi, gương dịch chuyển không thể dùng. Nếu bị nhốt ở đây đến chết thì phải làm sao đây? Chỉ cần có rượu uống, cho dù bị yêu quái nhốt ở đây ta cũng mặc kệ. Vậy thì ngươi giết ta đi. Nếu cùng ngươi ở một chỗ, sống không bằng chết. Tên yêu quái chết tiệt thật đáng ghét. Đánh thì không chết, thiêu cũng không chết. Lửa thiêu chẳng cháy hết, cỏ xanh lan lối cũ. Ngươi vừa nói gì? Tên yêu quái chết tiệt thật đáng ghét. Câu sao? Lửa thiêu chẳng cháy hết. Ta cứ nghĩ mình đã bỏ qua chi tiết nào đó trong sự việc này. Ngươi thử nghĩ xem, Bồ Tư chưa chết. Nếu như Tóc Tóc chỉ cần một hạt giống thì có thể hồi sinh. Vậy Bồ Tư, người cho nàng ta sức mạnh, tất nhiên cũng có thể làm thế. Cho nên Bộ Tư chưa chết, hắn chỉ giả vờ lợi dụng người dân giết mình để trốn đi. Mục đích là để Tóc Tóc chết tâm. Cho nên hắn có thể vẫn còn ở đây. Tóc Tóc có thể đoán ra nên mới phong ấn cả ngọn núi này. Mục đích là mượn những người dân bị nhốt để ép Bộ Tư xuất hiện. Cho nên nàng ta đã nhốt họ nhưng lại không làm hại họ. Vậy hắn đang trốn ở đâu nhỉ? Tông Từ, thôn Bồ Sơn. Có khi nào hắn không trốn mà chỉ dùng kết giới? Quả nhiên là ở đây. Mau ra đi, ngươi trốn thế này cũng không phải là cách. Ngươi cũng thấy đầu đó, nếu không tìm được ngươi, nha đầu đó sẽ không dừng tay. Ra đây đi, bọn ta giúp ngươi giải quyết. Xin thứ lỗi, yêu lực đã giảm, không thể hóa thành thực thể, chỉ có thể gặp hai vị bằng cách này. Uống đi, có thể giúp ngươi duy trì dạng người một lúc. Đa tạ. Phiền ngài quá rồi. Khó tìm ngươi thật đấy, ta đã giấu đi khí tức. Xin hỏi hai vị làm sao tìm được ta thế? Không khó đoán, ngươi đã chọn được một nơi mà bây giờ Tóc Tóc không hề muốn đến. Mọi người đều nghĩ với Bộ Công Anh Tứ Hải là nhà, nhưng không biết bọn ta cũng bị ràng buộc bởi rễ mẹ. Rễ mẹ của ta ở thôn Phổ Sơn. Đời này kiếp này ta không thể nào rời khỏi đây. Cho nên ta chỉ có thể dùng cách này để lẩn trốn. Toàn là cớ. Đại nhân, nếu ta bỏ đi, tất cả cỏ qua ở Phổ Sơn sẽ bị héo rụng. Ta chỉ đành trốn ở nơi này thôi. Hy vọng rằng có một ngày nàng ấy sẽ nghĩ thông suốt, buông tha cho bản thân mình và người khác. Buông tha? Buông tha cho chàng? Chàng đã buông tha cho ta chưa? Ta không lúc nào không nghĩ đến chàng. Còn chàng, vì tránh ta mà chàng giả chết. Vì tránh ta mà chàng lại trốn ở từ đường nhiều nhân khí nhất để che giấu khí tức của mình. Chàng tốn nhiều công sức để trốn ta. Vậy tại sao chàng ba lần bảy lượt cứu ta? Tại sao chàng không thừa nhận chàng cũng thích ta? Ta từng nói với cô, người và yêu khác nhau. Đối với ta, người chỉ là một khoảnh khắc. Ta không thể dùng cả đời để đổi lấy khoảnh khắc đó. Ta xin lỗi, ta đã nói dối. Linh dị của Tố Tố. Cách đây rất lâu, ta đã yêu một nữ tử con người. Bởi vì nàng ấy,
Ta nguyện ý trở thành rể mẹ, nguyện cả đời cả kiếp bảo hộ Phổ Sơn và người ở đây. Tên của cô và nàng ấy đồng âm, thậm chí vẻ ngoài có vài phần giống nhau, nhưng cô không phải nàng ấy. Không sao, ta không ngại nếu chàng đã từng thích người khác. Ta ngại. Cho dù nàng ấy không còn ở trên đời, nhưng người mà ta thích chỉ có mỗi nàng ấy. Nếu đã như thế, tại sao chàng lại cứu ta, rồi biến ta thành thế này? Bây giờ ta không phải là người, cũng chẳng phải yêu. Bên ngoài là nhân gian, ta không trở về được. Còn chàng, chàng cũng không cần ta. Bộ Tư, chàng có thể đừng đối xử như vậy với ta không? Có thể tốt với ta một chút không? Chàng vẫn thích ta đúng không? Chàng dùng linh cực để cứu mạng ta. Ta bị chàng dị quá thành yêu. Chúng ta cứ dây dưa với nhau, khó thể tách ra. Nếu đây không phải là thích, vậy thế nào mới phải? Hắn không yêu ngươi. Đã nói rõ ràng như thế rồi, trong lòng ngươi không rõ sao? Con rồng chết tiệt, ngươi hiểu gì chứ? Ngươi chưa từng yêu ai, ngươi biết yêu là gì sao? Việc ta yêu ai không liên quan đến ngươi. Ta chỉ biết ký ức của con người có thể được lựa chọn. Con người chỉ lựa chọn sự thật và bản thân mình nguyện tin. Nhưng sự thật trước mắt chỉ có một mình ngươi muốn. Sao ồn ào thế? Rốt cuộc có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Là ngươi, ngươi. Bộ Tư chỉ là yêu hoa được sinh ra nhờ ân trạch của Phổ Sơn, sẽ không làm hại các vị. Yêu quái. Việc Tốc Tốc nhốt người là do ta. Sau khi xử lý việc này, ta sẽ tu hành cả đời, cầu phúc cho Phổ Sơn. Tuy ngươi là yêu nhưng chưa từng hại người, không phải lỗi của ngươi. Ngươi trở thành thế này là do, là do ta. Ngươi muốn làm gì? Mọi chuyện đều do ta phải không? Ta không nên đi hái thuốc trượt chân ngã xuống vực. Ta không nên được cứu. Ta không nên bỏ trốn. Ta không nên cử tuyệt hôn sự bị cưỡng ép, đúng không? Mọi thứ đều do ta. Các ngươi đều là người tốt. Các ngươi đều là người tốt, đều trong sạch. Các ngươi đều là nạn nhân vô tội. Chỉ có ta, trời đất khó dung. Ta làm mọi điều xấu, đúng không? Ta cũng không nói là lỗi của ngươi. Nhưng việc này, trưởng thôn, ông xem. Việc này, việc này. Tốc Tốc, Tốc Tốc. Nỗi đau mà các ngươi cho ta, bây giờ ta sẽ trả lại hết. Còn không mau ra tay. Sao hả? Thấy ta quỷ thiên diệt địa như thế, ngươi lại không phản ứng gì? Ngươi là Tróc Yêu Sư cũng không ngăn cản sao? Gửi thân phù du giữa trời đất, trôi nổi như hạt cóc nơi bể xanh. Người vốn dĩ không có khả năng quỷ thiên diệt địa. Cho dù có đi nữa, ngươi cũng không xuống tay được. Thiên địa này có người mà ngươi để tâm. Chẳng qua ngươi chỉ muốn dùng cách gậy ông đập lưng ông thôi. Hay cho câu gậy ông đập lưng ông. Không ngờ ở nơi trời đất này, người hiểu ta nhất lại là tên Tróc Yêu Sư lãnh khốc vô tình nhất này. Những thứ mà chàng cho ta đã trả lại hết cho chàng. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Tốc Tốc cô nương, cô dựa vào năng lượng này để duy trì hình dạng. Cô làm thế để làm gì chứ? Ta không còn vấn vương gì. Duy trì hình dạng này để làm gì chứ? Ta vốn không định ép buộc chàng như thế. Ta cũng không muốn kết giới phong ấn núi. Chàng hiểu cho ta không? Ta hiểu hết. Xin lỗi. Xin lỗi.
Bộ Tư, ta hỏi chàng, chàng dùng cả đời này đổi lấy một khoảnh khắc có nàng ấy, có đáng không? Đáng. Vậy thì ta dùng cả đời ta để đổi lấy một khoảnh khắc có chàng cũng đáng rồi. Tóc tóc cô nương, nha đầu. Xin lỗi, là tôi có lỗi với cô. Tôi không dạy dỗ tốt con trai mình. Tóc tóc cô nương, xin lỗi cô. Linh dị của Tóc Tóc. Nếu rảnh thì đến yêu quái tủ quán, ta mời ngươi uống rượu bất túy. Vậy đời nàng ấy đâm chồi, không say không về.